Đã thế em ra tận nơi em đón chủ kênh này. Trời, năng lượng lại về ngay. Thế mà không ngới vợ ra chứ. Ủa con này to không? Con này lên đường, ủa to thế. Đây đây mọi người ơi, wow, trời trời trời. Úi giời, đấy. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Chuột Đồng Miền Bắc ạ. Hôm nay chúng em đi để thay đổi cái video chia sẻ cùng mọi người xem là sao. Bẫy rắn thì xuất cách đây hơn một tuần rồi. Nhưng mà tại vì nó vẫn còn lạnh á. Lồng thì xuống được hơn một tuần rồi. Hôm nay chúng em đi thăm thử xem là có gì không. Tại vì hai ngày hôm nay là cũng lắng ấm rồi. Thấy các anh em là chia sẻ là rắn nó ra nó phơi lắng rất nhiều đó. Nay đi hy vọng là kiếm được con để về về ăn. Ngại hầm. Ngại hầm. Hầm lại ăn vào lại khỏe quá. Em mới xuống được có hơn chục lồng thôi. Đặt ở mấy điểm thôi. Hy vọng được có thành quả để đường nắng lên thì thế này vậy thôi chứ còn đâu là mưa nè. Mưa nó trượt nó trơn thì thôi rồi. Hôm qua em bắt được ít cóc nên là hôm nay là nay đi thăm nếu mà xem cóc nó có chết không thì mình thay vào. Quên không mang cái khẩu trang đi. Mùa hè sắp đến rồi, đồng nghĩa với việc phó kênh em sắp tới chỉ nhìn thấy mỗi mắt. Mỗi mắt với mỗi răng. Bình thường thì cũng đen đen rồi nhưng mà mùa hè lên nó lại đen hơn. Thế mà ai da. Ngày suốt ngày rồi mà làm. Không đen nổi. Không phải, anh này không bị bắt lắng nhở? Đã tới điểm rồi nha mọi người. Đây các bác ơi. Cóc đây. Cóc. Nước. Hôm qua chồng em đi soi cóc mà bắt được ít cua. Chìa khóa hả? Chìa khóa vào đút túi rồi. Qua chồng em tranh thủ đi soi cóc thế là thấy về cầm vợt đi đi vật cua đến lúc về cứ tưởng được lưng thùng hóa ra phải được nửa cân. Cua to phết nhỉ nhỉ. Úi giời. Rắn nó có cắn xuyên được ủng không nhỉ? Thế á? Thế đi ủng này làm sao mà ăn thua? Ở đây đúng rồi. Có hàng rồi các bác ơi. Khởi đầu. Thế à? Trời. Nên bờ mà bắt chứ bắt ở đây à? Ô anh không mang túi đi à? Quên rồi, túi để cúp xe thôi. Thôi tí lên bắt được. Đi thăm bẫy tiếp. Đúng. Thì ra phải bắt xong rồi. Con này còn đặt lại bẫy. Em ra. Ok, cho em tí. Đấy. Túi mới tinh. Khai trương cái khai trương cái túi này. May quá còn có rắn để mà khai trương. Em phải làm 5 cái túi. Đặt 5 cái túi. Cẩn thận nó phun nhá. Con cứ đồ có đồ nhắm rồi. Hổ mang này là hổ mang tự nhiên nha mọi người. Em đứng về đâu như đứng đây hãi hổ sư. Đúng.
À, là cứ thế cho vào túi thôi hả? Thế thì em cứ đứng sát cũng được. Em lại sợ chồng lại thả ra như đợt trước. Làm sao? Kể chuyện tiếp. Đợt trước có ông trân châu không ra? Thấy con hổ mang nó phơi nắng xong mà Ra vồ. lấy ủng giận, À. lấy ủng giận thế là Nó cắn vô bụng ủng rồi nhé. nó cắn buộc ủng thế là phải chữa mất mất 1 triệu đấy. Một triệu á? Cây chữa cây đã đặt. Thế à? Đây, phải cúng chặt cái này. Nhìn này, cái rắn hổ mang này, cái đầu con đẹp nhỉ nhỉ? Đấy, cẩn thận nhá. Cận cảnh luôn này à, khán giả. Chỗ cần chui thì cũng chui vào. Hình như là ăn cóc hay sao, em thấy bụng nó to to nhỉ nhỉ? Đấy, nhìn cái đầu nó đẹp không? Cứ thấy hàng là ok rồi các. Ừ, quên mất không chụp cái ảnh để nó vào trong rồi mới chụp. Ngon. Đấy. Này đúng, nó không cắn được thật nhỉ. Quá ngon. Trời. Chồng em lại nhét cóc vào rồi đặt đặt lại nha mọi người. Ủa có người ở đây. Mấy ông cũng nghề bắt đấy. Ông hay đi dẻo. Mai em sẽ lấy cho anh cái găng tay mỏng mà nó ốp vào tận tay nhá. Để anh ấy anh bắt như này, ni lông. Tay cứ sờ tay không như này ghê lắm. Đã khóa cái kia chưa? Mọi cốc này chạy hết. Khóa cái hầm, cái gì kia? Cái hom này. Cửa lồng. Đấy, chồng em lại đặt lại. Xuống hơn 10 lồng ở hai điểm khác nhau. 3 4 điểm nhưng không phải 2 điểm. Cóc. Đi tiếp nha khán giả ơi. Vậy là ít nhiều thì cũng có rắn rồi. Con này băm chả cũng được. Có không? Hơi ồn chút do mọi người không biết làm gì đó. Yeah. Cóc còn nước còn là không phải đổ thêm vào. Đi tới một cái điểm khác nha. Điểm này cách hơi xa xa so với điểm vừa nãy. Này, thời tiết nó mát mẻ đi thăm bẫy nhà. Sắp tới nắng nóng. Hôm trước là ở trên vùng trên ấy mưa đá các kiểu gì mưa đá nha, gãy hết cả cây cối nha, tinh có hoa quả gì rau riết là rụng sạch cả hỏng hết. Dự báo một cái năm thời tiết rất là khắc nghiệt. Của mấy cái em mấy cái anh này đang làm gì? Bơm nước à? Hả? Anh làm gì ấy, bẫy gì á? Bẫy chim rồi. Nhìn lạ nhỉ. Đi đâu? Có phải rong không? Đi được.
dụng cụ để kiếm tiền nhà em rất là sơ sài, đơn giản nhưng mà cũng chắc chắn là phết. Mấy năm rồi. Úi giời, điểm bẫy rắn đúng là um tùm thế rắn nó mới ở. Đi vào đây rợn hết cả người. Có hàng rồi á? Ngon, khéo. Cháu nghe mặc bộ quần áo này lẫn với cả màu lá. Dạ. Úi trời. Dài phết nhỉ. Cầm cẩn thận. Nhìn hãi. Đi. Điểm bắt rắn rất là lý tưởng. Đây. Con này rất là dài. Mỗi tội rắn nó cũng không được to nhỉ, nhỡ nhỡ. Một chiều dài bằng hai chiều rộng nha mọi người. To nhỏ lớn bé rồi tối thì cũng vào lồi hết. Đấy, cẩn thận đấy. Em nướt ra nha. Ấy trời, cẩn thận nha. Trời, chẳng chịu phanh gì cả. Úi giời, khiếp nữa ý ạ. Eo. Eo. Vẹt cả. Có cái anh em là vẫn hơi sợ sợ rén rén nên là thận kìa. Rồi. Quay về màn hình kia nào. Quay đây. Đấy. Úi xời. Không, xoay vùng lưng của nó ra. Đấy. Xoay ngang. Rồi. Cho hẳn hai em rắn ra hai túi. Mấy khi có rắn túi mới 5 cái cơ mà đã dùng hết đâu. Em lại cho cóc và em lại đặt tiếp vào đấy nhé. Lại đặt tiếp. Cho cóc uống nước, không phải sợ nó nguẻo mất. Cóc này nó có nước nó uống nó phải sống được nửa tháng. Chi tiết nha mọi người. Đã gặp chủ vườn bao giờ chưa anh? Cài vào cái con chậu bò nó rồi.
Ui. Thế này à? Điện thoại ra. Để đây tí lấy mà sao. Tí ai đó đi theo vợ chồng mình từ bao giờ. Nhấc mỗi cái điện thoại đi ra còn cái nịt. Nó giải dụng cả mũ. Chỉ hy vọng được đôi con nữa. Đôi con nữa để thúc đẩy cái năng lượng. Buổi đầu đi thăm thế này cũng là may mắn lắm rồi đó. Hy vọng là được nữa càng tốt, còn đâu như này là cũng đủ bữa hầm rồi. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là lá tầm bỏi, nhà em gọi là lá tầm bỏi. Rất hay dùng trong cái việc để đánh giấm nước luộc rau muống hoặc là nấu riêu. Đấy, vị ngày xưa. Ngày xưa nấu thì toàn những nấu bằng cái lá này. Chứ đâu à mẹ em nấu riêu á bằng cái lá này ngon phết. Quá không? Lại treo rồi. Không ăn thua. Thật ra đằng kia còn mấy bẫy kia. Nếu đằng đấy không có anh cầm về để chiều anh đặt ở gần nhà mình. Ừ. Đặt ở chỗ bụi tre. Ok. Chồng em đi thăm một mình nhé mọi người. Hiện tại là phó kênh em năng lượng đang bị tụt mất rồi, mà vào khu vực đấy thì chắc là cũng không có gì đâu. Chồng em vào, chồng em thu bẫy ra. Nhưng mà vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ xách theo đôi con rắn. Đấy, chồng em đi về cái điểm rậm rạp ở trên kia. Chắc là không có nên là chồng em bảo là thôi ở đây rồi đỡ mệt. Thấy bóng dáng chủ kênh đang ra nhé mọi người. Hình như là có một con hả? Ngon, lại thêm một con rồi. Đã thấy em ra tận nơi em đón. Đã thấy em ra tận nơi em đón chủ kênh nè. Trời, năng lượng lại về ngay. Thế mà không ngới vợ ra chứ. Ủa ôi, con này to không? Con này lên đường. Ủa to thế. Đây đây mọi người ơi. Ui giời. Đấy, nhưng mà em ước mơ được hai con mà sao được mỗi con nhỉ? Ôi, con này căng không nè. Cẩn thận nhé, cẩn thận nó phun. Trời ơi. Úi dồi. Ok luôn. Đẹp không? Bỏ cái đầu gậy ra. Ui, đẹp đấy. Ừ. Thận nhé, đừng dơ ngang mặt nó cắn đấy. Ui dồi, đẹp chưa? Ơ, cái này cho là hình đại diện được. Đi vào rồi mang theo cái thành quả đi ra. Rắn. Rắn đây nhá mọi người ơi. Quả này xem chủ kênh bắt rắn. Rồi, cứ an toàn. Đúng rồi, chơi an toàn đi. An toàn cho nó chắc mọi người ạ. Con này con đánh đá sợ. To nó dữ. Sợ. À, cận cảnh luôn nhé mọi người. Đấy. Úi dồi ôi. Rắn ơi, rắn ơi.
An toàn là trên hết. Safety first. Safety first, chui vào. Con này nó gấu lắm các bác ạ. Đấy. Đang vào đấy. Úi trời, bình tĩnh nha. Con này to nhỉ, con này mà bắt được chụp ảnh mới đẹp nhỉ. Trời ơi. Vậy là được 3 em nhé mọi người. Thành quả. Thành quả của buổi vừa nãy là đã chốt được 2 em rồi, cuối cùng là thành ra là được 3 em luôn. Đó, video thì cũng dài và rắn là không còn nữa, nên là chúng em xin được dừng video tại đây. Chúc quý khán giả như em một ngày mới thật là tốt lành. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.